Mến chào tất cả quý vị và các bạn. Đây là chương trình bài học tâm huyết, chương trình được phát sóng vào 7 giờ tối thứ bảy trên kênh YouTube của Web 5 ngày. Và thưa quý vị và các bạn, như các bạn đã thấy ở trên cái tiêu đề của cái bài này, ba cách để tránh bị người khác đổ lỗi, lợi dụng, phản bội và chơi xấu. Đó là nội dung của chúng ta ngày hôm nay và nhanh gọn lẹ không dông dài vô liền cách số 1 nha. <laughs> Rồi mến chào các bạn, đây là cái cách đầu tiên của cái bài bữa nay. Cái cách này sẽ tập trung vào cái việc tránh để người khác lợi dụng và coi thường. Cái cách này là gì? Rất đơn giản, đừng vạch áo cho người khác xem lưng. Các bạn phải nhớ một điều nếu các bạn vạch áo cho người khác xem lưng thì rất nhiều khả năng những điều không hay sẽ đến với bạn tại vì cái người mà xem lưng của bạn á chưa chắc là người đáng tin cậy, chưa chắc là người tốt đâu. Nếu bạn gặp người tốt thì ok, không sao nhưng nếu bạn gặp người không tốt mà bạn vạch áo cho họ xem là rất là mệt đó. nha bây giờ tôi lấy một cái ví dụ thí dụ bạn là cái người dễ tin người đi gặp ai các bạn cũng kể hoàn cảnh gia đình của mình hết lúc nào ví dụ nhà bạn nghèo bạn đang mắc nợ đúng không bạn gặp ai bạn cũng than nghèo kể khổ bảo là đang mắc nợ thiếu tiền không biết xoay sở ở đâu abc ví dụ bạn kể cho anh nguyễn văn a đi thì bây giờ sẽ có vài tình huống xảy ra nè có ba trường hợp khi mà bạn than nghèo kể khổ vạch áo cho người khác xem lưng trường hợp thứ nhất đó là người nghe họ nghe bạn tiêu cực quá họ nghe bạn than nhiều quá họ ngán họ xa lánh đó là trường hợp thứ nhất trường hợp thứ hai trường hợp này nguy hiểm hơn có nghĩa là họ nghe và họ biết cái điểm yếu của bạn á và rất nhiều trường hợp người ta sẽ lên kế hoạch người ta đánh vào cái điểm yếu đó họ biết là bạn không có tiền và đang rất cần tiền thì rất có thể những cái kế hoạch chiêu dụ lùa gà bảo là nộp tiền vào đầu tư để nhanh chóng có lợi nhuận một năm bao nhiêu phần trăm ABC. Trời ơi các bạn, bình thường là chúng ta đã tham lam dữ dằn lắm rồi. Nhưng trong cái lúc mà chúng ta thiếu thốn, túng thiếu thì cái sự tham lam, cái sự muốn có tiền nó còn mạnh gấp mấy lần. Và chúng ta kể cho người khác biết là tôi đang cần tiền lắm, tôi đang cần tiền lắm, tiền lắm thì coi chừng đó, họ đánh vào cái điểm yếu đó, đó là họ dụ bạn là hơi mệt đó. đó là trường hợp thứ hai còn trường hợp thứ ba là gì người ta sẽ thương bạn vô bờ bến và giúp bạn giúp đỡ bạn hết mình khi bạn than nghèo kể khổ vạch áo cho người ta xem lưng thì bây giờ tôi hỏi các bạn có ba trường hợp ở trường hợp nào sẽ ra nhiều hơn một là người ta nghe bằng tiêu cực của họ ngán họ tránh hai là người ta biết bạn có cái điểm yếu đó người ta lợi dụng cái điểm yếu đó và ba là họ thương bạn vô bờ bến thì bây giờ ba trường hợp này cái nào sẽ ra nhiều hơn hai cái đầu xảy ra nhiều hơn chứ đúng không khi nào mà cái thứ ba nó xảy ra vượt trội so với hai cái kia thì mình nên vạch áo cho người khác xem lưng thoải mái còn hai cái trường hợp tiêu cực đầu tiên nó xảy ra quá nhiều thì vạch làm gì nên đừng vạch áo cho người khác xem lưng họ sẽ rất mệt mỏi với bạn họ sẽ không thích bạn họ cảm thấy bạn tiêu cực họ coi thường bạn và thậm chí họ lợi dụng bạn luôn đó là sự thật rồi tôi lấy thêm một cái trường hợp vạch áo cho người xem lưng khác nữa đó là gì mình là một cái người quá ít bạn mình thiếu thốn tình thương mình sợ mất lòng mình sợ từ chối và mình tâm sự cái điều này cho người khác nghe và họ biết à cái đứa này là cái đứa rất sợ mất lòng người khác từ nhỏ nó đã thiếu thốn tình cảm nó luôn lệ thuộc vào tình cảm của người khác nó không chịu được sự cô đơn abc thì sẽ có những người không hề tốt họ đánh vào cái điểm yếu của bạn tại bạn cho họ biết chứ hãy họ đánh vào cái điểm yếu họ sẽ lợi dụng bạn tại vì họ biết là bạn thiếu thốn tình cảm bạn lệ thuộc họ sẽ lợi dụng bạn về mặt tình cảm sai vặt bạn mượn tiền bạn rồi nhờ bạn làm cái này cái kia đủ thứ hết chẳng phải là họ kết bạn với bạn đâu mà họ biết là bạn lệ thuộc tình cảm của họ và họ sử dụng cái điều đó đó có phải là bị lợi dụng không trong cái trường hợp này rất có thể sẽ có nhiều người bảo là mình phải sống thật chứ mình phải bộc lộ cho người khác biết những cái khổ của mình chứ thì mọi người mới thương mình chứ nhìn vào cuộc sống của mình đi các bạn đừng nói ngoại lệ ở đây đồng ý khi các bạn vạch áo cho người khác xem lưng sẽ có một tỷ lệ nào đó người ta thương bạn rất nhiều nhưng tỷ lệ đó là bao nhiêu là thấp hay cao là nhiều hay ít nhìn lại chính cuộc đời của mình đi các bạn và nhìn luôn qua cuộc đời của những người xung quanh ai là những người dễ bị lợi dụng về tình cảm nhất đó là những kẻ vô cùng lệ thuộc tình cảm của người khác vô cùng yếu đuối và cho người khác biết rất rõ là tôi rất cần tình thương tình cảm sự chấp nhận của mọi người và thế là người ta dùng cái điều đó người ta điều khiển mình Đâu có thiếu đâu các bạn Quá nhiều ví dụ để chúng ta nhìn thấy trong cuộc đời này Chốt lại một lần nữa Đừng vạch áo cho người khác xem lưng Thật Đó là cách dễ nhất để không bị người khác lợi dụng và coi thường ha Đương nhiên nếu bạn may mắn Bạn chơi được với một cái người nào đó tử tế Đáng tin cậy Chưa bao giờ nói xấu ai Chưa bao giờ cấu bẳng xấu tính gì cả Và bạn chơi với cái người đó quá lâu rồi á Bạn thấy tin cậy rồi á Thì hãy cứ kể nhưng cái ý của cái phần này là đừng gặp ai cũng kể những cái điểm yếu của mình. Đừng gặp ai cũng sâu hết cho người ta coi. Thì điều đó là nguy hiểm đấy. Có những cái chuyện người ta bảo là không ngờ mày là như vậy. Tại sao mày chơi tao như vậy? Mày phản bội tao như vậy? Tao tin mày, tao kể tất cả. Thì cái người mà phản bội mình có thể họ độc ác thật nhưng cũng có một cái sai của mình. Đó là cái sai vạch áo đấy. Ha! Chốt lại ý một Đừng vạch áo cho người khác xem lưng. Giờ qua ý 2. rồi hello các bạn đây là cái cách thứ hai và cái cách thứ hai này nó tập trung vào cái việc tránh để người khác đổ lỗi cho mình tại vì thưa các bạn khi mà mình bị đổ lỗi á mình sẽ bị đẻ thêm nhiều cái cảm xúc tiêu cực phiền toái khác đó là sự ghét bỏ từ mọi người đúng không người ta đổ lỗi cho mình là người ta ghét mình rồi là người ta coi thường mình rồi và người ta không thiện cảm với mình rồi đúng không vậy thì phải tránh sẽ có những cái thủ thuật khôn ngoan để chúng ta tránh cái việc bị người khác đổ lỗi Vậy thì làm sao để tránh thầy? Thưa các bạn, tất cả những gì mà các bạn định giúp người khác á, nếu bản chất cái hành động đó mà nó có một cái xác suất thất bại cao, tức là cao từ khoảng 30% trở lên á, thì tốt hơn hết là đừng có giúp, đừng có đề nghị. Tại vì rất có thể bạn sẽ bị đổ lỗi. Bây giờ tôi nói các bạn một cái ví dụ đầu tiên. Thí dụ như ai đó hỏi bạn. Em mới tập chơi chứng khoán. Em mới tập chơi coi. À, mới tập đầu tư ABC này nọ. Anh chỉ cho em một con nào để em đầu tư đi. Thì bây giờ trước khi mà các bạn muốn mở lòng tốt ra để mà giúp người ta đó, cho người ta những cái mã số để người ta đánh á, thì mình phải đặt cái suy nghĩ là cái xác suất này nó thấp hay nó cao. Nếu mà mình tính khả năng thua cuộc, đầu tư có nghĩa là khả năng chấp nhận mạo hiểm và chẳng ai trên đời này đảm bảo là đầu tư chắc thắng. Và nếu mà có đầu tư chắc thắng thì nó là đầu tư về dài hạn. Thì cái người mà hỏi bạn nó chưa chắc là họ chịu được trong dài hạn. Chưa chắc là họ mua cái cổ phiếu đó, họ chờ được 2-3 năm sau để nó chốt lời mà có thể trong đầu họ đang kỳ vọng là hôm nay mua thứ hai là thứ năm thứ sáu là họ bán họ kiếm lời rồi rõ ràng là cái ý của họ là họ muốn hỏi một cái mã chứng khoán có thể sinh lời sau một tuần thì cái khả năng này thất bại cao á không chỉ nếu bạn được hỏi câu đó tuyệt đối không chỉ và có một cái cách để không chỉ mà người ta không giận mình đó là từ chối bằng cách giải thích yếu kém là sao có nghĩa là mình có thể từ chối ừ thôi Thú thật với em là thị trường bây giờ nó cũng đang rối ren lắm Anh cũng mới thua xong nên anh cũng không dám chỉ mày đâu Nên thôi thì khi nào thị trường được được rồi để anh chỉ mày sau, Đó hy vọng vậy Sẽ không bị đổ lỗi Tại vì với những cái câu chuyện mà xác suất cao á Mà thất bại á Thì nó nó sẽ rơi vào một cái hoàn cảnh rất là đau đớn như thế này Mình chỉ người ta mà người ta thắng á Cùng lắm người ta cảm ơn mình Thậm chí người ta còn quên cảm ơn mình nữa Nhưng mà nếu người ta thua là lỗi của mình Tại mình họ mới thua Sao đặt mình vào một cái trạng thái mà nó bất công như vậy các bạn Không được để cái sự bất công đó nó xảy ra Và ở đây cũng chẳng có gì phải ấy nấy cả Vì vì anh muốn thành công, anh muốn đầu tư thành công Thì anh tự đi học đi chứ Chẳng ai có trách nhiệm với cái sự thịnh vượng của các bạn cả Vì đó là chất lượng sống của các bạn Và các bạn phải chịu cái vai trò chính yếu đầu tiên Chứ không phải là nhờ người khác Đúng không? Nên chốt nhẹ nhẹ Cái phần thứ hai là sao? nếu một cái điều gì đó mình giúp người khác và cái điều này mang lại một cái xác suất thất bại tương đối cao thì đừng giúp để tránh bị đổ lỗi ha cái ví dụ thứ hai thí dụ như cũng là là một người bạn hỏi mình ơi mày tao thích con nhỏ đó quá mày chỉ tao cách nhắn tin nó đi tao vụng quá à. mày chỉ tao cách nhắn tin đi cua đi thì ở cái tình huống này cũng như vậy đương nhiên bạn bè thì mình muốn giúp nhưng mà mình phải coi lại cái trình độ cái khả năng cái năng lực của mình xem nếu mình giúp xác suất thành công là bao nhiêu nếu bạn là quân sư nếu bạn là đỉnh cao bạn điều mưa gọi gió được và bạn đảm bảo cái xác suất thành công là 95% thì bạn cứ chỉ bạn muốn tốt cũng được nhưng nếu bạn cũng vụng thấy bà luôn bạn cũng chẳng có bờ rồ gì và bạn biết là xác suất thất bại cũng cao quá từ 30% cho tới 50% cho tới 70% cho tới 80% nhắn nhiều khi fail á, thì phải từ chối tại vì giúp những thứ mà xác suất thất bại cao á, thì dễ bị đổ lỗi lắm thì lúc này mình lại sử dụng cái phương pháp là từ chối vì mình yếu kém. Mình có thể trả lời với bạn của mình thôi. Tao vụng cái vụ này lắm mày ơi. Tao không có rảnh vụ này. Chỉ mày mắc công nó kỳ nữa. Thông cảm. Cứ từ chối vì mình yếu kém. Là xong người ta sẽ không mất lòng. Người ta không có giận gì mình. Tại vì mình nói là mình không có đủ khả năng mà. Mà mình không đủ khả năng thì người ta biết. Người ta <laughs> đâu có dám đặt niềm tin vào cái thằng không có đủ khả năng. Người ta sẽ không nói gì nhiều. Không có giận hờn gì nhiều đâu. Yên tâm. Còn đặt tình huống mà bạn a à dua, bạn lo chuyện bao đồng, bạn giúp thì bạn đặt bản thân mình vào một cái sự nghiệt ngã của đời sống. Đó là nếu thành công, người ta sẽ không bảo là nhờ thằng đó mà tao thành công. Hoặc nếu có thì đó là lời nói thôi. Còn trong đầu người ta, người ta vẫn lấy công trạng về người ta à. Thiệt! Nhưng nếu giả sử nhắn mà cô gái kia từ chối và cô gái ấy nói sao anh nhắn vô duyên vậy? Thì bạn biết ai là người chịu trách nhiệm trong tình huống này không? Là cái thằng quân sư nó chịu đó. Nó nghiệt ngã không? nha yeah, bị đổ lỗi đó buồn lắm nên hãy nhớ cách thứ hai tránh bị đổ lỗi là làm sao ngửi một cái mùi mà cái sự giúp đỡ của mình một cái hành động của mình với người khác mà nó có một cái xác suất cao thì đừng có tư vấn người ta làm những cái chuyện đó đơn giản thế thôi rồi hello bà con đây là cách thứ ba và cái cách này cũng tập trung vào cái việc tránh bị đổ lỗi với cái việc bị đổ thừa này nọ trong cuộc đời nó nhiều lắm các bạn tránh được cái gì thì tránh những cái chuyện này á, nghe qua thì thấy bình thường giản dị không cần thiết nhưng mà tôi nói thì các bạn á chính các bạn và tôi thường xuyên bị những cái sự việc này nó làm phiền tối đôi khi nó phá hỏng một ngày của mình thì tại sao lại giữ những cái sự tiêu cực này trong cuộc đời của mình phải đối phó với nó chứ bị đổ lỗi bạn thích không nếu bạn không thích thì bạn phải lên cái kế hoạch để đương đầu với nó còn không rất mệt tại vì cái sự đổ lỗi nghe qua thì nhỏ nhỏ nhưng mà nó làm tổn hại mối quan hệ nó làm từ hai người thích nhau trở nên ghét nhau trở nên thù nhau luôn xuất phát từ những chuyện nhỏ nhỏ nên phải xử lý ha vậy thì cái cách tiếp theo để không bị đổ lỗi đó là gì không tử can thiệp hoặc là giúp đỡ người khác khi mà họ không cần không có nhờ điều này rất quan trọng bây giờ nó lại lặp lại cái điều giống như cái điều thứ hai là sao không ai cần không ai nhờ mình làm cho người ta đó nếu mà làm cái điều tốt đúng cái họ cần thì nhiều khi họ xem điều đó là hiển nhiên ngẫu nhiên còn lắm ờ à, cảm ơn nhưng mà nó nhẹ lắm bạn nó nhẹ lắm nhưng mà nếu trường hợp mà không nhờ mà các bạn tự ý can thiệp mà nó để lại hậu quả là trời ơi họ trách bạn kinh khủng luôn thì cái đó là cái dạy của mình tại mình sai nha phải nhớ nha một cái ý tốt mà nó xuất phát khi mà người ta không cần thì đó là một cái ý tốt dạy dột lấy một cái ví dụ liền đi làm thấy cái bàn của đồng nghiệp của mình bừa bộn quá cây a tầm phù vô dọn dùm. Thì nếu mà trường hợp á, người bạn của bạn trân trọng cái việc dọn đó thì ok bạn may mắn. Nhưng mà tôi lấy một cái khả năng. Thí dụ như vô tình một cái tờ giấy nào đó ở trên bàn đó bị mất đi. Một cái hóa đơn bị mất chẳng hạn. Thì bây giờ ai là người bị đổ lỗi? Cái người dọn cái bàn đó bị đổ lỗi. Họ sẽ bảo là tôi tôi không cần. Cứ để bừa, bừa bộn đi. Ai cần? Rảnh quá. Giờ làm mất rồi nè. Rồi rồi giờ đền cho tôi đi. Rồi sao 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 thậm chí rất có thể là cái tờ giấy đó là do chính cái người trước làm mất á chứ không phải là do cái người dọn là bạn như bây giờ bạn đưa mình vào một cái tình huống quá dễ để bị đổ thừa là bạn dạy ai mà đi giúp cái kiểu mà khờ dạy như vậy tuyệt đối không được can thiệp không được bao đồng giúp người khác thứ mà người ta không yêu cầu kể cả đó là một lời khuyên người ta không cần đừng có xả ra làm ơn làm ơn làm ơn nha hoặc là một cái ví dụ khác thấy người ta giao hàng giả sử trưa À, đồng nghiệp của bạn đi ăn trưa rồi còn bạn ở lại văn phòng thôi thì bạn thấy một anh shipper ảnh tới ảnh hỏi ảnh nói là có chị a chị mua cái món đồ này ship cod em gọi chị nãy giờ mà chị không bắt máy à, cái món hàng này cũng nhỏ thôi có trăm rưỡi thôi nên là được thì chị nhận giùm em ha à, được thì chị nhận giùm chị kia giùm em thì bây giờ tôi hỏi bạn trường hợp bạn bạn có nhận không Ok bạn tốt bụng thì bạn có thể nhận Nhưng mà cái sự tốt bụng ở đây á, là ơn nhớ nha Có nghĩa là chịu được cái rủi ro luôn á Ví dụ bạn nhận dùm người ta Mà người ta có cần cái món hàng này thật á, Thì ok người ta cảm ơn bạn Nhưng mà trường hợp á, cái cô đồng nghiệp mà cổ đi ăn trưa về á Cô nghe bạn nói là Ê em chị nhận dùm em cái món hàng này rồi á Tiền ship với lại món hàng là trăm rưỡi á à, uh, em cho chị xin lại ví dụ vậy chị trả giùm em trước rồi vậy em cho chị xin lại nếu trường hợp cô này cô nói ủa em hủy rồi mà chị chị nhận chí trời ơi em hủy rồi chị là bắt đầu có chuyện là cũng tại mình tài lánh bị người ta đổ lỗi thì bây giờ nếu trường hợp như thế này nó xảy ra thì có một vài tình huống có nghĩa là cái người mà bảo là hủy rồi á cô sẽ không đồng ý trả lại tiền cho bạn thì bạn giận cổ đúng không nhưng bây giờ cổ đồng ý đưa cho bạn trăm rưỡi thì cổ lại mất bạn em mượn chị mà chị nhận cho túi bạn thấy nó bậy không khổ gì đó đừng có tài lánh tài lánh dễ bị đổ lỗi lắm thay vì cái lúc đó lúc nhận gọi điện cho cô này nói là, ờ em ơi có cái món hàng ship về nè em có nhận không để chị chị nhận dùm ví dụ như vậy nếu mà cô ok nhận dùm lúc đó người ta cần bạn hiểu không lúc đó người ta cần còn nếu mà trường hợp gọi cho cổ mà cổ vẫn không bắt máy thì đừng có nhận tôi nói thiệt đừng có nhận để mà công nó tè le tét lét mệt lắm Nói như bạn shipper thôi Em đi giao đâu đó đi Rồi tầm 2 giờ em quay lại Em thông cảm nha Tại vì chị cũng không biết là Nó có muốn nhận hay không Chứ chị cũng muốn nhận dùm lắm Em thông cảm đó Rồi xong hết chuyện Nên chốt lại cái cách thứ ba nha Để tránh bị đổ lỗi Đừng can thiệp và tự ý giúp đỡ người khác Nếu họ không yêu cầu không cần Rồi hello các bạn, như vậy là các bạn đã vừa nghe qua xong ba cách để giúp chúng ta tránh khỏi rất là nhiều cái kiểu cảm xúc tiêu cực, đổ lỗi, đổ thừa, vui quan, chơi xấu, ABC, đủ thứ hết. Hy vọng là những cái kinh nghiệm rất là gần gũi này sẽ thanh lọc được những cái điều tiêu cực ra khỏi cuộc đời của bạn. Nhìn vậy thôi chứ dễ lắm các bạn. Và gần gũi, tôi tin là toàn những ví dụ tôi lấy các bạn chắc là dính hết. Thì chỉ cần mình để ý xíu thì mình sẽ thanh lọc ra được bạn nào mà hãy quên thì ghi lại vào cuốn sổ và lâu lâu lấy ra ôn ha tại vì nếu mà không nhớ thì làm sao mà đụng chuyện mà biết mà ứng dụng nên tôi hy vọng cái bài này các bạn sẽ nhớ thật lâu và có thể ứng dụng thật là hiệu quả vào cuộc sống của mình chúc tất cả các bạn tất cả những điều tốt đẹp và hạnh phúc bye bye và xin hẹn gặp lại vào tuần sau các bạn nhé